hết. Mà bạn đó chỉ bảo là, bạn đó là bồ của bạn thân em, mà bồ của bạn thân em tự nhiên là như vậy thì thực sự là hơi khó hiểu. Giờ em có mối tình nào đáng nhớ không? Dạ, mối tình đáng nhớ nhất của em thì chắc là quen với bạn Việt Kiều bên Mỹ. Lúc đó là đêm Noel, tụi em cũng đi bốc chơi. Lúc đó là anh biết Sài Gòn mà trong dịp lễ thì chắc chắn là rất là đông. Vô tình cái bàn của bạn đó là bàn của bạn bạn em, thì hai bàn đứng kế nhau như vậy nè. Thì bạn đó cứ tưởng em là bạn 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 đó. À. Xong bạn đó lại mời rượu em tới tấp luôn. Đến một hồi sau thì mới biết là hai bàn là riêng của nhau, không có chung. Bạn đó mới rủ em là đi toilet không, tại vì đi toilet là có một cái cửa nó không có đóng được. À. Thế là em mới bảo là ok, để mình đi mình giữ cửa giùm được cũng được. Đi vô giữ cửa giùm thì em đè bạn đó vô trong gương hôn một cái. Lúc mà đi ra ngoài rồi đó thì bạn đó mới hỏi em là có muốn đi chơi tiếp nữa không. Lúc đó tụi em mới dẫn nhau đi qua bên Lush. Thì khi mà qua Lush chơi á thì hết bàn rồi mới bắt đầu là dẫn đi về nhà. Nói chung là chuyện gì tới cũng tới, về nhà tụi em nhậu tiếp các thứ. Ủa, chuyện gì tới vậy cưng? Dạ chỉ có hai người nhậu với nhau thôi hả Dung? Dạ không, có bạn gái của em nữa. Ờ, à. Là ba người nhậu chung. Dạ ba người nhậu chung. Nhưng mà sao tới được? Thì về phòng riêng, không? Tại vì ở cùng mà có phòng riêng mà đúng. Dạ đúng rồi, có hai phòng. À. Em không biết tối hôm đó là xảy ra chuyện gì, nhưng mà qua hôm sau là cổ của em là có hai dấu bầm tím luôn, và bạn đó cũng như vậy. Thì lúc mà tụi em ngủ dậy là tới giờ ăn cơm trưa. Bạn gái của em là ở chung với ba của bạn đó nữa. Thì khi mà ăn cơm thì ba bạn gái em mới hỏi là ủa bạn nữ này là ai. Bạn gái em mới đứng nhận giùm là đây là bạn gái của con. Xong rồi ba bạn nó mới hỏi ủa cổ bạn này bị gì vậy. Thì bạn gái nó mới kêu là ba hỏi kỳ quá à, bạn gái của con thì ba hiểu đi. Thế là nguyên một nhà ngồi im lặng không dám nói gì hết. Mà cái câu bầm sao không lấy cái kem che khuyết điểm. Ngồi ăn cơm mà rảnh quá trời. Không, trước khi còn ăn cơm á mà lấy cái che khuyết điểm mình che. Đúng không? Bây giờ nè, bị bầm thì kiếm cái kem che khuyết điểm. Mình đắp lên trên cổ. Nhưng chỉ ngồi ăn cơm trong nhà thôi mà làm vậy chứ cho nó mệt. Không phải, tại vì cái dấu bầm nó làm cho người ta phát hiện ra. Chị lạ luôn. Không, cái này chị nói chứ, nhiều khi các bạn không biết, các bạn không suy nghĩ ra. Thì bây giờ chị nói là nếu như ngay trường hợp đó, nếu mà là sau này mà em có rớt vào tình trạng đó thì em lấy cái kem che khuyết điểm. Em đắp lên là em sẽ che được cái vết đó. Cái này chị nói thiệt. Quý Khánh Du, hiện tại thì em 28 tuổi và em đã có công ty ở Sài Gòn. Công ty của em là về lĩnh vực tư vấn việc làm cho những bạn đi làm tại nước ngoài. Wow. Ủa em là giới tính gì vậy? Dạ em là trên trai. Quá nằm tính. Đẹp trai nữa. Đẹp trai mà giỏi nữa. Rồi cái câu chuyện tuổi thơ của Du như thế nào em ha? Hồi nhỏ thì em chưa có nhận biết được em là lesbian, là kiểu như là mình thích con gái. Em thì em cứ nghĩ mình là một cá tính mạnh như vậy thôi, cho đến khi mà em học năm lớp 1. Thì lúc đó em mới bắt đầu có cảm giác thích một bạn nữ trong lớp, nhưng mà em không biết làm như thế nào với bạn đó hết. Thế là buổi trưa là sẽ được ngủ lại trong trường. Em nằm kế bên bạn đó, xong kiểu như mình không có biết là mình tỏ tình như thế nào. Thế là em đợi bạn đó ngủ, em quay qua em cắn bạn đó một cái. Xong qua sau em bị lên cục cờ đứng vì tội cắn bạn trong giờ ngủ. Nhưng mà lúc đó thật sự là không có ai biết là em thích bạn đó hết. Nhưng mà em cắn xong bạn đấy khóc không? Có, khóc quá trời luôn, nguyên một lớp dạy hết luôn, không ai được ngủ luôn. Xong rồi cô giáo mời phụ huynh lên luôn. Nhưng mà sao em lại nghĩ tới cách tỏ tình bằng cách cắn à? Cái em cũng không biết phải kiểu sao như em là... tỏ tình bạo lực quá nhờ. Cắn đại. Cắn quá người ta đau đó, tôi người ta chạy luôn đó. Thích quá nên cắn cho một cái gì đó. Cắn yêu đúng không? Đúng rồi, cắn yêu nhưng mà lỡ hơi mạnh. Tình cảm nhiều quá phải không? Dạ đúng rồi. Đến năm em học lớp 4 thì lúc đó là em đã bị chuyển trường rồi. Lúc đó em là mình cũng đã biết mình là nữ rồi, và bạn đó cũng là nữ nữa. Xong cái em cũng thích bạn đó nhưng em không biết làm như thế nào. Thế là em canh vào giờ ra chơi, em xô bạn đó từ trên cầu thang lăn xuống dưới. Xong thế là em lại bị đứng cục cờ tiếp. Bạn đó không nhìn mặt em suốt từ năm lớp 4 tới năm lớp 5 tới năm mà chuyển qua lớp 6 luôn. Và lúc đó cũng không có ai biết là em thích bạn đó cả. Thì sao em thích biết lạ quá vậy cưng? Em cũng không biết như thế nào nữa nhưng mà... Cắn là xô người ta gì ngộ vậy? Cái lúc đó là kiểu như là cái mong muốn của mình á, là mình muốn tỏ ra cho người ta biết là mình thích người ta. Nhưng mà kiểu như người ta phải chịu đau một xíu thì người ta mới biết được là mình thích người ta. Lạ nha. Cái này lạ lần đầu tiên chị thấy cái đó gì nha. Mà kỳ cục vậy luôn. Lúc đó em không có nhận thức được là cái tình cảm của em dành cho người ta là cái gì. À. Cho nên là em muốn làm cái gì đó cho người ta chú ý tới em. Nên thế là em sẽ làm những cái gì đó thiệt là giật gân, thiệt là khác người thường. Dạ đúng rồi, thiệt là hơi sốc một tí. Ví dụ như người ta quay lại, người ta có tức mình thì mình cũng gây lại ấn tượng cho người ta rồi. Ví dụ như sau này mà bạn nó lớn lên, bạn nó có xem được cái chương trình này thì chắc bạn nó cũng sẽ hiểu được lý do tại sao em làm như vậy.
Rồi khi đi học như vậy nhá, còn khi ở nhà thì Du có thể hiện cái sự nam tính của mình như nào? Thì hồi nhỏ khi mà em còn ở nhà thì tóc của em cũng ngắn nữa. Lúc đó là em cắt tóc tém vậy nè. Tém chứ không phải là tông đơn như vậy. Lúc đó là ba mẹ thì cũng nghĩ em chắc là kiểu cá tính. Rồi mọi người cũng nghĩ em kiểu cá tính. Các chị em gái trong nhà thì thường là hay tụm lại để chơi nấu ăn, chơi búp bê, chơi đồ hàng. Em hay đi theo mấy anh trong nhà để đi đá banh nè, không thì đi ra ngoài vườn đồ, leo trên cây đồ, hái trái cây đồ ăn này nọ kia. Xong rồi đi chọc chó dí rồi vậy đó. Chứ cũng không có chơi mấy cái môn nhẹ nhàng giống như chị em gái. Thì mọi người cứ nghĩ là chắc là do chơi với con trai, mấy anh trong nhà thì nghĩ là tính cách của em như vậy thôi. Chứ không có ai nghĩ là em sẽ thích con gái hay như thế nào hết. Nhưng mà mọi người thấy em khác biệt như vậy, mọi người cũng không trêu chọc thì em hả Du? Lúc mà em học tới lớp 9 á, thì trong nhà có chị em thì chọc em là nhìn mày giống BD quá. Thì lúc đó trong lòng mình cũng rất là bực tức. Xong rồi em tức mà em khóc, em kêu là em không phải là BD. Kiểu như lúc đó mình tức nhưng mà mình không biết là mình là cái gì nữa. Tại vì hai cái cảm xúc nó bị hỗn độn á. Một phần là mình vừa thích con gái mà một phần thì chị mình chọc như vậy. Mà nửa mình muốn nhận, nửa mình lại không muốn nhận. Rồi tới lớp 9 còn thích ai không? Có, nhưng mà kiểu như là lúc đó mình đã nhận thức được rồi. Và mình đã biết ngại ngùng rồi, cho nên là không có còn cái kiểu bạo lực như hồi xưa nữa. Mà kiểu như mình điềm tĩnh hơn một tí. Và có thích thì cũng để trong lòng thôi, chứ cũng không có bộc lộ ra như vậy. Tại vì lúc đó là, thứ nhất là em bị tự ti về bên ngoài á. Tại lúc đó em đã nhận thức được là em muốn làm con trai chứ em không có muốn làm con gái. Lúc đấy là tóc em dài hay sao? Dạ, tóc em dài tới đây nè. Mà bị một cái là trường cấp 2 của em với trường cấp 3 á, thì trường cấp 2 là sẽ bắt là mặc đầm, còn trường cấp 3 là sẽ bắt mặc áo dài. Và mỗi thứ hai mỗi tuần, thì cứ tới mỗi thứ hai mỗi tuần là giống như em bị lạc trong một cái thế giới khác vậy á. Kiểu như người bức rất khó chịu á, canh đúng vừa mới hết tiết chào cờ một phát là em thay quần lại luôn. Không có mặc đầm, không mặc áo dài gì luôn. Thì đến lúc đó là em mới bắt đầu cảm giác là mình khác lạ hơn so với mọi người. Và tới năm lớp 10 á, là em thích cô giáo của em, cô giáo dạy toán. Nhưng mà kiểu như là mình không thể nào mình bộc lộ cái kiểu mà bạo lực như hồi xưa nữa. Tại vì kiểu đó chắc chắn là thế nào cũng sẽ là học sinh hay thích cô giáo nha. Việc đuổi học chắc. Thì cô giáo đẹp thì thích, rồi em thích cô giáo, rồi em có em thể hiện như thế nào? Cứ mỗi sáng tới tiết của cô đó là em sẽ mua kẹo, mua kẹo và bánh cho cô đó. Thì thường khi mà giáo viên vô trong lớp á, là sẽ có một người đứng lên mở cửa cho cô giáo vô. Cái tới cái tiết của cô đó là em xô phong đứng em mở cửa cho cô đó vô. Thì khi mà em mở cửa ra gì nè, cái tay bên này em cầm sẵn kẹo, cái em vừa mở cửa ra là em nhét kẹo vô túi cô đó. Xong rồi mấy bạn trong lớp cứ thấy liên tục như vậy á, thì mọi người cũng kiểu ồ lên mọi thứ như vậy. Nhưng mà em nghĩ chắc là không ai biết đâu, nghĩ là giống như học sinh thương cô giáo thôi. Dạ đúng rồi, rồi tặng kẹo thôi. Dạ. Nhưng mà cô giáo có biết không? Cô giáo có nghi ngờ như không? Cô giáo cũng không biết luôn. Nói chung là mình đã nhận biết được là mình có một cái tiềm thức là thích người ta. Nhưng mà cái sự thích này là nó khác lạ so với tất cả mọi người xung quanh. Cho nên là em giấu kín bưng luôn, không nói ai. Cũng là ý thức lại đó. Chứ không hơi như ngày xưa là xô cô giáo nữa. Cô giáo té gãy xuống mũi rồi chết lên đó nha. Cô lúc đó không có sợ mũi. Vậy không sao? Không sợ mũi, mũi thiệt xô cái đó vẫn gãy nha. À vậy hả? Giờ khi nào em mới xác định được bản thân mình là ai rồi? Đến khi mà em xuống Sài Gòn bắt đầu đi học năm đầu, năm nhất của đại học. Lúc đó là ở Đà Lạt là cái chuyện mà về giới tính thứ ba á, là hầu như là không có luôn. Kiểu như chỉ có một vài người thôi. Nhưng mà đến khi em xuống Sài Gòn thì em mới nhận thấy là xung quanh mình là tất cả đều là quan hệ mở hết. Mối quan hệ rất là rộng. Thêm một cái nữa là người ta rất là thoáng trong cái việc mà giới tính thứ ba, nam thành nữ, nữ thành nam. Cho nên em mới cảm thấy là như đây là cơ hội tốt của mình để mình có thể tự bộc lộ là bản thân. Thì khi mà em đang học giữa chừng năm nhất thì em quyết định là em nghỉ, em không học. Sao cứ nghỉ học vậy? Tại vì em muốn đi làm. Thì lúc đó là cái công việc đầu tiên mà em đi làm là làm phục vụ tại một bar dành cho Tây ở Nguyễn Huệ. Lương tháng bao nhiêu cưng? Lúc đó em đi làm lương hình như là 3,5 triệu. Và thêm tiền tip mỗi ngày nữa. Thì hồi đó em có một người bạn là gay. Em với bạn gay đó là chơi chung với nhau và ở chung với nhau, rất là thân với nhau luôn. Mình đã xác định được là mình là ai rồi. Lúc đó là em mới bắt đầu em đi cắt tóc luôn. Bình thường như mấy bạn mà muốn come out ra với gia đình á, thì người ta sẽ cắt tóc tém hay như thế nào đó. Còn em thì em ủi tóc đơn luôn. Và em không có ở chung với gia đình em nữa. Lúc đó mà em xác định như vậy á, thì em không có dám về nhà trong 2 năm đầu. Một phần là em cũng không có biết giải thích với ba mẹ em như thế nào. Còn một phần thì kiểu như mình cảm thấy là đây chưa phải là thời điểm thích hợp để mình làm cái chuyện đó.
nên em quyết định em ở ngoài luôn. Nhưng mà bố mẹ có hỏi tại sao con không về không? Khi mà em nghỉ học rồi á, gia đình em cũng có một số vấn đề, cho nên là em cũng không có muốn liên lạc với gia đình của em. Ba mẹ cũng hay gọi điện bảo là về đi, có gì thì ba mẹ cũng có thể giải quyết được mà. Mình còn nhỏ rồi, mình cũng bướng đồ, nên là em quyết định là không về. 2 năm không gặp gia đình luôn. Dạ. Lý do gì mà em quyết định quay trở về? Cái mà em muốn quay về nhất là em cũng nhớ nhà. Bữa đó là em nhắn cho mẹ em là ngày mai con về. Tối hôm đó là em lên xe thì đến sáng hôm sau là em tới nhà. Khi mà em tới nhà vô thì ba mẹ em đều bất ngờ hết. Tại vì lúc đó tóc em ngắn hơn bây giờ nữa. Đã vậy còn nhuộm vàng. Ba em cũng có nói là tóc đẹp quá ha. Nhưng ba em không nói gì hết. Mẹ em nói là tại sao con gái mà lại cắt tóc như con trai vậy? Nhìn không ra thể thống gì. Lúc đó em cũng không có để bụng làm gì. Nhưng mà bởi một cái là em về vì em nhớ nhà, nhưng em với mẹ em thì lại không hợp nhau. Cứ nói chuyện được một hai câu là sẽ cãi lộn. Khắc khẩu. Mẹ nói gì, em có nói gì không? Em cũng bảo là mệt mẹ quá, con như thế nào thì kệ con đi. Xong rồi mẹ em thì cũng không nói gì hết. Mẹ em chỉ nói thêm là không có đứa con trai nào mà ấm nóng nhất vậy hết trơn á. Không có đứa con trai nào mà nhỏ xíu vậy đó. Xong em cũng không nói gì hết. Rồi em đi lên phòng của em thôi. Cho anh hỏi lại là cái quãng thời gian 2 năm mà du ở ngoài á, cái cuộc sống của em khó khăn nhiều không? Cũng khó khăn, tại vì cái thứ nhất là em không có được sự trợ giúp từ gia đình nhiều. Cái thứ hai nữa là tất cả mọi thứ em đều phải tự bươn chải hết luôn. Nhưng mà may sao lúc đó là em ở chung nhà với lại bạn gay của em á, tiền nhà của em là đỡ qua một phần. Rồi khi quay trở về mà bố mẹ mình vẫn chưa đồng thuận với mình á, thì em có cần phải come out trực tiếp với bố mẹ không? Lúc mà em quyết định em về rồi á, em nghĩ trong đầu là kiểu gì cũng phải đối mặt trực tiếp nên thôi, mình đối mặt luôn. Ba em thì không nói gì hết, còn mẹ em mới là người nói nhiều. Mẹ em mới bảo là con gái không ra con gái, con trai không ra con trai. Nhìn con gái của người ta đi, rồi nhìn con gái nhà mình đi. Em nói như vậy thì em lại tức quá, em lại soạn đồ em bỏ đi tiếp. Thì hồi nhỏ em cũng kiểu mình bị cái ngông cuồng, tính của em rất là ngông. Thêm một cái nữa là rất là bướng và lì. Khi mà ba mẹ em càng cấm thì em càng phải làm như vậy. Nhưng mà sau khi mà em mọi thứ với em ok hết rồi và em phát triển lên được rồi thì em mới cảm thấy được là hồi xưa mẹ em, bà ba em có những cái lo lắng đó như vậy là đúng. Không có sai, chỉ là người thế hệ trước người ta chưa có đi kịp với cái thế hệ của mình, cho nên là có đôi khi người ta nói những câu khó nghe. Nên bây giờ thì em bắt đầu cảm thông lại cho ba mẹ của em. Rồi hiện tại mọi người trong gia đình chấp nhận em hoàn toàn chưa? Dạ đúng rồi, chấp nhận em hoàn toàn, rất là bình thường. Em được cái may mắn nhất là nhà em chấp nhận. Em nghĩ chắc là do một phần do tính cách của em quá bướng đi. Em về cái qua bữa sau chừng một cái Tết thôi là chấp nhận hết trơn. Là cảm giác là nếu như phản đối thì em sẽ phản ứng mạnh lại đúng không? Cái cảm giác nó là như vậy. Chắc là mọi người sẽ nghĩ như vậy. Cảm giác đầu tiên của em khi về nhà là em rất là sợ. Cái thứ nhất là em sợ là bị giống như những cái câu chuyện trên mạng là bị bắt, bị nhốt ở trong nhà rồi không làm gì được này nọ kia. Tại vì hồi xưa có một lần Tết em đã từng nhảy từ lầu 2 xuống để em đi chơi rồi. Nhảy lúc đó nhà em 2 lầu mà nhà kế bên người ta đang say á. Lúc đó em đi chơi về trễ quá, mẹ em mới nhốt em trong nhà luôn. Cái bạn em thì cứ gọi điện liên tục đi chơi đi. Cái em mới ra ngoài sân thượng em nhìn thử coi có cái gì không. Thì nói là lúc mà xây nhà thì nó có 2 cái bậc như vậy nè. Cái em nhảy từ lầu 2 xuống dưới đây, xem nhảy từ cái bậc này xuống dưới, chạy hết bên chân luôn, ngay mùng 1 Tết. Thì lúc mà em vừa mới nhảy xuống, vô tình ba mẹ em đang đứng trước cửa, đang đứng nói chuyện. Em nhảy một cái bậc xuống, ba mẹ em nhìn qua. Ba người nhìn nhau không nói câu nào hết, em tự xách đồ đi vô trong nhà tiếp luôn. Là em tự đi vào trong lại? Dạ đúng rồi. Bị bắt gặp tận tay đó. Thì lúc đó là em cứ nghĩ là ba mẹ em đã đi ngủ rồi. Tại vì khi mà em đi về nhà em bị đánh xong xuôi hết rồi. Em bị đánh lằn chân luôn. Cái em mới im lặng nằm ở trên phòng. Thì bạn em nhắn tin qua cho em kêu đi Tết mà ngủ cái gì, có mấy ngày Tết thôi. Cái thế là em cũng ráng, em nghe ở dưới im hết trơn rồi, tắt đèn hết rồi. Thì em nghĩ là ba mẹ em đã đi ngủ rồi. Thế là em rón rén ra đằng trước. Ai dè em vừa mới nhảy một cái bọc xuống cái như một bộ phim luôn. Xách đồ đi cho chồng lại. Rồi bố mẹ có mắng không em? Có, đánh tiếp trận nữa rồi đi ngủ. Sao em không nhìn kỹ trước khi em nhảy xuống? Ở trên lòng mình nhìn xuống mình thấy chứ. Nhiều khi bố mẹ đứng khuất nhà khuất của em á là nó có cái hiên như vậy nè. Thì em đứng trên lầu xuống là em nhìn em không có thấy được ở phía dưới này. Cho nên là em nhảy là em nhảy bên hông này. Nhảy xuống một cái để nhảy xuống một cái nữa. Vừa nhảy xuống cái quay qua nhìn. Rồi thí dụ như nếu như ba mẹ em không thấy thì chú em vô bằng cách nào? Em leo nữa hả? Không, em đợi tới sáng em về luôn. Lì mà Du đã bảo là Du rất là bướng và rất là lì.
sao không xin đi chơi đi, nhảy chị lỡ như mới công mà chợt té gãy chân sao? Tại vì ba mẹ, ba em thì nghe lời mẹ em, còn mẹ em là một người rất là khó và rất là cứng, tại vì mẹ em là làm bác sĩ á, làm dược sĩ, cho nên là mẹ em rất là sợ những cái vấn đề giống như là té này, quánh lộn này, cái vấn đề mà nào mà xảy ra dành cho một người mẹ lo lắng là mẹ em có hết luôn, không trừ một cái gì hết. Thậm chí hồi xưa em đi chơi tới 6-7 giờ thôi, là chưa kịp 6-7 giờ nữa là mẹ em đã gọi điện: mày đang đâu đó, mày về chưa, mày tới sớm với tao rồi. Cho nên là mọi thứ mà em xin mẹ em á là em chỉ cần hỏi một câu thôi: mẹ ơi cho con đi nha. Không rồi, vậy thôi là em đủ hiểu rồi, một lần trả lời thôi. Đâm ra là em biết có xin cũng không có cho. Dạ đúng rồi, có xin cũng không có cho. Vậy trong nhà có những, mọi người hay nói em là một cái đứa bé ngỗ nghịch, có một cái... Hồi xưa hay gọi em là lì à. Tại vì em quá lì. Hồi xưa em đi trên học trên trường á, cái kiến trên trường á, tụi em giỡn nhau cái vô tình em đẩy đi nè, cái em bị đứt một tay đây nè, phải khâu nhưng mà em không có dám nói. Em sợ, cái về nhà mẹ thấy áo máu không, mẹ mới hỏi: ủa tại sao vậy? Cái em mới kêu là mực cũng màu đổ lên đó. Cái hồi sau bà lên mà con mới thấy một đường ở đây nè, cái lên bệnh viện khâu. Lúc đó là chắc là mẹ thấy bị vậy nên mẹ không có quýnh đòn, chứ nếu mà không bị thì chắc cũng quýnh rồi. Thế về câu chuyện tình yêu của em vận dụng cái lì của em vào tình yêu như thế nào Du? Tình cảm của em thì em cũng quen được một số người. Nhưng mà... Một số là tầm... Tầm bao nhiêu em? 9. Không, em nghĩ hơn á. Nhìn Du là biết phải sát gái. Nói chung là nếu như ví dụ như sau này mà em có đám cưới thì chắc em sẽ để ra khoảng 3-4 bạn để em mời lại người yêu cũ. Mấy chục người? 20-30 người đúng rồi. Là cái một... quen mấy chục người luôn rồi hả? Dạ, nói chung là tính cái số người mà mình chính thức đi, chính thức á thì chỉ có tầm 3-4 người thôi. Thì tìm hiểu là rất là nhiều. Một hai tháng cũng có mà 1-2 ngày cũng có nữa. Ba bàn đó. Ba bàn. Có kỷ niệm nào mà làm cho em nhớ lắm không? Dạ có một chuyện, em không có quen bạn đó luôn, nhưng mà em bị bất vả lâu lắm, cách đây cũng khoảng 2-3 năm gì đó. Vô tình em đi chơi với bạn ra ngoài Bùi Viện chơi lại, ở ngoài Bùi Viện thì em với bạn em đang ngồi bên này, thì cái bàn của mấy bạn đó ngồi bên này. Thì mới đầu tụi em cũng không có để gì, tại vì em cũng không có quan tâm nhiều tới những cái người xung quanh. Đang vừa mới quay qua thì thấy nguyên chai bia bay vô người mình luôn. Mà may là không có bể nên không có bị sao hết. Cái em với bạn mới đứng dậy né ra chỗ khác, thì thấy là bạn nữ bên này đang chửi lộn đánh lộn với bạn nam bên quán kế bên. Thì hai quán can ra xong xuôi hết trơn rồi, cái mọi người mới bình tĩnh lại ngồi lại nhậu tiếp bình thường. Thì khi mà ngồi nhậu tiếp, bạn nữ bên đó có quay qua nhìn em: Du phải không? Ừ đúng rồi, nhớ ai không? Xong em mới nghĩ trong đầu: ai vậy trời? Bạn đó mới bảo là người yêu cũ của bạn thân Du nè. Thì lúc đó em cũng không có nghĩ gì trong đầu nhiều. Xong rồi xin Facebook rồi qua lại nói chuyện đồ cái kiểu. Thì đến lúc mà nhậu xong xuôi hết rồi, em đi về nhà rồi, thì bạn đó mới bắt đầu nhắn tin cho em là không có nhớ gì tới cái chuyện của quán búp ở Bùi Viện hôm đó hết hả? Cái em mới bảo là nhớ chuyện gì trời. Xong bạn đó mới bảo là hồi đó là em có đi một quán búp ở Bùi Viện. Khi mà đi quán búp thì em với bạn đó vô tình gặp nhau. Thì lúc mà nhậu say xỉn rồi gì hết trơn rồi, em với bạn đó có hôn nhau trong toilet được các thứ. Tối hôm đó em có dắt bạn đó đi khách sạn. Xong rồi mây mưa sùm hết trong đó, em lấy đi cái đầu tiên của bạn đó luôn. Xong qua đến hôm sau em bỏ đi đột ngột, em không nói tiếng nào, em không để lại bất cứ một cái gì hết. Cho đến tận bây giờ bạn đó vẫn còn rất là tức và rất là ức chế về chuyện đó. Nhưng mà thật sự ra là em không có một cái ký ức gì về cái chuyện đó luôn. Và đó là một cái chuyện bất vả mà lần đầu tiên trong đời em gặp phải luôn. Rồi khi bạn ấy nói rồi em phản ứng như nào rồi? Em bảo là em không nhớ gì hết. Xong bạn ấy mới chửi là đúng là tồi tệ quá mức. Cuộc đời của bạn đó gặp em đúng là nghiệp. Xong em mới bảo là tại sao lại là nghiệp, trong khi cái chuyện đó em còn không nhớ là em làm nữa. Ví dụ như em xỉn như thế nào đó thì em cũng có thể nhớ lại được, nhưng mà là em không nhớ bất cứ một cái gì hết. Mà cái thời điểm bạn đó nói với em là em đang ở chung với lại cái bạn gái của em, nên chắc chắn là sẽ rất là khó xảy ra được chuyện đó. Mình cãi qua cãi lại vậy đó thì bạn nó block em luôn. Mà nó đâu phải mối tình đâu. Dạ đúng rồi, không phải là mối tình gì hết. Mà bạn nói chỉ bảo là bạn nói là bồ của bạn thân em. Mà bồ của bạn thân em tự nhiên lại như vậy thì thật sự là hơi khó hiểu. Rồi em có mối tình nào đáng nhớ không? Dạ mối tình đáng nhớ nhất của em thì chắc là quen với bạn Việt Kiều bên Mỹ. Lúc đó là đêm Noel, tụi em cũng đi búp chơi. Lúc đó là anh biết Sài Gòn mà trong dịp lễ thì chắc chắn là rất là đông. Vô tình cái bàn của bạn đó là bàn của bạn em, thì hai bàn đứng kế nhau như vậy nè. Thì bạn nó cứ tưởng em là bạn đó
Xong bạn đó lại mời rượu của em tới tấp luôn. Đến một hồi sau thì mới biết là hai bạn là riêng của nhau, không có chung. Bạn đó mới rủ em là đi toilet không, tại vì đi toilet là có một cái cửa nó không có đóng được. Thế là em mới bảo là ok, để mình đi mình giữ cửa giùm được cũng được. Đi vô giữ cửa giùm thì em đè bạn đó vô trong gương không một cái. Lúc mà đi ra ngoài rồi đó thì bạn đó mới hỏi em là có muốn đi chơi tiếp nữa không. Lúc đó tụi em mới dẫn nhau đi qua bên Lush. Thì khi mà qua Lush chơi á thì hết bàn rồi mới bắt đầu là dẫn đi về nhà. Nói chung là chuyện gì tới cũng tới, về nhà tụi em nhậu tiếp các thứ. Ủa, chuyện gì tới vậy cưng? Dạ chỉ có hai người nhậu với nhau thôi hả Dung? Dạ không có bạn gái của em nữa. Là ba người nhậu chung. Dạ ba người nhậu chung. Nhưng mà sao tới được? Thì về phòng riêng đó. Tại vì ở cùng mà có phòng riêng mà đúng. Dạ đúng rồi, có hai phòng. Em không biết tối hôm đó là xảy ra chuyện gì, nhưng mà qua hôm sau là cổ của em là có hai dấu bầm tím luôn. Và bạn đó cũng như vậy. Thì lúc mà tụi em ngủ dậy là tới giờ ăn cơm trưa. Bạn gái của em là ở chung với ba của bạn đó nữa. Thì khi mà ăn cơm thì ba bạn gái em mới hỏi là ủa bạn nữ này là ai. Bạn gái em mới đứng nhận dùm là đây là bạn gái của con. Xong rồi ba bạn nó mới hỏi ủa cổ bạn này bị gì vậy. Thì bạn gái nó mới kêu là ba hỏi kỳ quá à, bạn gái của con thì ba hiểu đi. Thế là nguyên một nhà ngồi im lặng không dám nói gì hết. Mà cái câu bầm sao không lấy cái kem che khuyết điểm. Ngồi ăn cơm mà rảnh quá chứ. Không, trước khi còn ăn cơm á mà lấy cái che khuyết điểm mình che. Đúng không? Bây giờ nè, bị bầm thì kiếm cái kem che khuyết điểm mình đắp lên trên cổ. Nhưng chỉ ngồi ăn cơm trong nhà thôi mà làm vậy chứ cho nó mệt. Không phải, tại vì cái dấu bầm nó làm cho người ta phát hiện ra. Chị lạ luôn. Không, cái này chị nói chứ, nhiều khi các bạn không biết, các bạn không suy nghĩ ra. Thì bây giờ chị nói là nếu như ngay trường hợp đó, nếu mà sau này mà em có rớt vào tình trạng đó thì em lấy cái kem che khuyết điểm em đắp lên là em sẽ che được cái vết đó. Cái này chị nói thiệt. Dạ. Vậy là cái bạn gay đó chưa come out với gia đình đúng không em? Em nghĩ là ba bạn đó cũng sẽ biết. Nhưng mà không có muốn nói ra. Khi mà bạn đó bảo là đây là bạn gái của con này thì ba bạn đó không thèm cười luôn, không thèm nhìn nữa. Sau ngày hôm đấy là quen nhau luôn đúng không? Dạ chưa, sau ngày hôm đấy thì bạn đó đi bay ra Hà Nội. Tại vì bạn đó là Việt Kiều nên bạn đó khi mà về đây là bạn đó đi chơi rất là nhiều. Sau khi bạn đó bay ra Hà Nội xong á thì em thích mà mình chảnh á, mình không muốn cho người ta biết. Đến cái ngày mà gần cuối năm á, em mới bảo bạn đó là hay là em làm bạn gái của anh đi. Bạn đó mới bảo là đợi vô Sài Gòn gặp đi rồi tính. Khi mà bạn đó vô lại Sài Gòn rồi tụi em gặp nhau này nọ kia rồi thì em tặng cho bạn đó nguyên bó hoa 11 đóa màu hồng á, màu xanh. Lúc đó bạn đó mới chấp nhận làm bạn gái của em. Rồi cái mối tình đấy kéo dài lâu không Dung? Dạ được gần 2 năm á. Yêu xa đúng không? Dạ yêu xa. Có gặp nhau thường xuyên không cưng? Dạ một năm thì tụi em gặp nhau được có một lần à. Mà một năm lần... gặp nhau một lần sao mà tình yêu thấm thiết được? Thì một lần gặp nhau 3 tháng. Một năm là 9 tháng xa nhau. Dạ đúng gặp rồi. Gặp nhau 3 tháng. Tới sinh nhật của em là bạn nó sẽ về. Vô tình là cái lúc đó là em đang muốn phát triển bản thân á, nên em đang muốn tìm kiếm thêm những cái ngành nghề mới lạ. Thì lúc đó là em có đi học thêm DJ nữa. Em làm thêm DJ thì em lại làm chuyện có lỗi với bạn đó. Ngoại tình. Không hẳn là ngoại tình, có nghĩa là ăn vụng. Cái đó cũng không là ăn vụng luôn. Sao mà có lỗi, không ngoại tình không ăn vụng thì sao có lỗi sao cưng? Bữa đó em đi theo ké bạn em lên đi đánh DJ ở Amada Lao ngay Nguyễn Trãi á. Lúc đó trong cái đám bạn của em á, có một bạn gay thích bạn gay của em. Bạn gay đó lại có một bạn nữ, cũng có nhìn nhau vậy thôi chứ không có gọi là thích nhau. Thì sau khi mà đánh xuống ca á, tụi em có ngồi chơi chung một bàn. Mọi người mới bảo là hay là mình chơi xú xì điều kiện đi. Ai mà thua á, thì sẽ làm theo điều kiện của người thắng. Khi mà chơi thì vô tình bạn nữ đó thua. Và bạn gay mà thích bạn gay của em á, là thắng. Mới yêu cầu bạn nữ đó là hôn môi em đi. Thì lúc đó em nghĩ đó chỉ là một trò chơi bình thường thôi, không có cái gì hết. Em cũng để cho bạn nữ đó hôn môi em luôn. Bạn gay kia quay clip lại để gửi cho người yêu của em. Các bạn nói kìa. Ủa sao bạn ấy làm vậy? Lúc đó em không hiểu, em cũng không biết luôn. Thì lúc đó là người yêu của em mới bắt đầu tức giận lên, khóc rồi cái kiểu đủ thứ hết. Sau đó block em hết từ A tới Z luôn. Khi mà người em block vậy là em không có còn liên lạc gì hết. Em không có cơ hội để em giả bài mà em khó giả bài lắm. Dạ đúng cái rồi. Cái nghĩa tình huống em rất khó giả bài. Tốt nhất là mỗi mình có người yêu rồi, cái trò chơi đó là không nên tham gia. Dạ. Thua uống rượu ly rượu đó thì ok. Mà chơi xong thắng ra điều kiện là cái đó là gài. Đúng rồi, cái đó là gài. Cái đó là gài đó. Mình đang độc thân sao không được. Thì cái cuộc là cuộc chơi vui. Còn mình đã có người yêu rồi, mình đừng nên. Cái bạn gay của em, cái động cơ làm đấy là gì? Kiểu anh không thể hiểu nổi. Em có nhắn tin hỏi là tại sao mày lại làm như vậy với tao. Thì bạn đó không có trả lời gì hết.
sau cái việc đó là tụi em cũng không có còn liên lạc với nhau nữa. Sao em không nhắn tin cho cái người yêu em, em vẫn phải giải thích? Khi mà bạn đó block em hết như vậy á, em mới bắt đầu gửi email cho bạn đó. Khi đó thì tình cảm giữa tụi em kiểu như mới quen á, tình cảm cũng còn lớn. Nên sau một hồi giải thích thì bạn đó cũng chấp nhận, tha thứ lỗi lầm cho em. Nhưng mà nó cũng chỉ kéo dài được tầm thêm một năm nữa. Và cho đến khi mà lần thứ hai bạn đó về Việt Nam với em á, và bạn đó bay về Mỹ lại á, thì bạn đó nói chia tay với em. Tại vì bạn đã mất cái lòng tin ở em. Dạ đúng rồi. Bị khoảng cách là cái thứ nhất, cái thứ hai bị vỡ hết niềm tin rồi, nên là không thể nào tiếp tục được nữa. Nhưng mà trong cái câu chuyện này, mặc dù em không phải là người gây lỗi, nhưng em có để ý nhìn người ta. Và cái nhìn đó là em cũng đã làm. Nếu em là người có người yêu, em không nên nhìn lâu. Tại mình nhìn lâu là chẳng khác nào mình để cho người khác biết là giống mình cũng có để ý nhìn người ta. Biết là giống như em cũng có nhìn, cũng có hơi tích tích, ví dụ vậy đi. Thì nhiều khi mấy người đó chơi chung nhau mới làm, thôi giờ mình chơi trò chơi đi. Sẵn cái dịp đó mấy người đó mới làm. Biết đâu là cái bé này là thích em. Đâm ra là hai cứ kia quay cái clip đó để gửi cho bé kia để cho tụi em đứt đoạn. Là em cũng đã có thích chút xíu rồi. Về em cũng vẫn là người có lỗi. Trẻ người non dạ, chỉ vì một ánh mắt. Cái ánh mắt nhìn bình thường nó khác, mà ánh mắt nhìn mà thích người ta khác. Mình vẫn chơi là rõ ràng mình chịu đèn. Đúng không Tường? Em chưa chơi bao giờ. Không, ý chị đang nói cho tình huống này là tính ra tính lại thì em vẫn là người có lỗi. Dạ. Ok, cái mối tình gần nhất của em là bao nhiêu lâu rồi luôn? Cái mối tình mà em mới chia tay thì chắc là được 2 tháng. Mới chia tay 2 tháng? Chia tay được 4 tháng rồi. À, nhưng mà mối tình nó kéo dài 2 tháng. Có nhiều kỷ niệm không em? Quen nhau cũng vội vã cho nên là cũng không có gì nhiều kỷ niệm hết. Sau những cái mối tình mà em đặt trọn niềm tin á, những cái mối tình phía sau lần tới tận bây giờ á, em không có tìm được cái cảm giác yêu như lúc ban đầu á. Kiểu như là bây giờ mình yêu thì kiểu như chỉ là thích rồi yêu rồi tìm hiểu rồi kéo dài mối quan hệ, chứ không phải là cái kiểu tình yêu mà mới lớn như hồi xưa. Là em vẫn tìm lại cái cảm giác yêu như hồi xưa đúng không? Dạ, nếu như mà được thì được, còn không thì thôi. Mỗi năm mỗi khác. Mình qua một cái giai đoạn rồi, nó mỗi khác. Nó không thể nào mình tìm lại cái kỷ niệm như ngày xưa được. Mỗi cái mối tình là mỗi cái cách yêu khác nhau. Tại vì em đã từng bị phản bội trong tình yêu á. Ai cũng từng bị phản bội trong tình yêu. Cho nên là em bị kiểu như là bị dè chừng đối với tất cả những mối quan hệ mới xung quanh em. Nếu như vậy thì em rất là khó tìm người yêu em thật lòng. Cái tính em vậy rồi xong em cứ hờ hợt. Em cứ kiểu vậy thì sao em tìm được người yêu thương thật lòng? Dạ. Không, với lại anh có cảm giác Du là một người yêu cũng khá lý trí. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là không hẳn mình sẽ đặt để hết tất cả mọi thứ trong tình yêu. Tình yêu nó chỉ là một phần ở trong cuộc sống của em thôi, chứ không phải giống chị Chi. Tình yêu nó chiếm phần lớn trong cuộc sống của chị. 80%. Đó. Em nghĩ chắc là do những cái mối tình đầu tiên của em bị mất lửa trong những mối tình đó, nên đâm ra những cái mối tình tiếp theo á, thì kiểu như là mình chỉ là có cũng được mà không có cũng được. Nhưng mà em là một người kén chọn đúng không? Em không có kén chọn gì mấy. Anh ước gì anh có thể thấy được những người tập thể người yêu cũ của em để anh có thể cho ra một nhận định chính xác. Tại vì em có ngoại hình này, công việc tốt này, rồi cái phong thái tất cả mọi thứ của em đều rất ổn. Nên anh nghĩ là em cũng đưa ra một cái tiêu chuẩn cho cái người bạn của em khá là cao. Cho dù em không nói ra, nhưng cái con mắt và cái suy nghĩ của em tự nhận định ra cái người đó phải như thế nào em mới tiến tới. Dạ đúng rồi. Kể ra câu chuyện bằng này vẫn liên tiếc cái người bạn bên nước ngoài. Có sự liên tiếc. Cái người mà mình cho mình nhiều cảm xúc nhất từ cái việc mà em mất đi một chút tình cảm gia đình á, thì bao nhiêu đó là bạn đó lại bù đắp lại hết cho em rất là nhiều. Và khi mà chia tay là 6 giờ sáng, bạn đó gọi điện cho em bảo là em với anh nên dừng lại đi tại vì mình không có tiếp tục được nữa. Khoảng thời gian đó là tụi em không làm gì có lỗi với nhau hết. Bạn đó cũng không phản bội em mà em cũng không phản bội bạn đó luôn. Nhưng chỉ vì một chuyện trong quá khứ như vậy, bạn đã kéo dài đến lúc mà kiểu như tất nước vỡ bờ á, không có còn tiếp tục được nữa. Bạn đã không quên được chuyện đấy đúng không? Dạ đúng rồi. Em thì vẫn cứ nghĩ kiểu như cái suy nghĩ của em là còn con nít á, với lại thoáng. Em cứ nghĩ là chuyện đó là chắc là chỉ là chuyện nhỏ thôi, tại vì mình quen nhau lâu dài, mình xác định với nhau. Tại vì do em và bạn của em là hai người không sống gần với nhau. Dạ, em nghĩ sống xa nhau quá, khoảng cách như vậy nó rất là khó để mà giữ nhau. Dạ. Em có dự tính tương lai gì cho bản thân không? Có yêu nữa không? Yêu thì chắc mình sẽ vẫn yêu, nhưng mà không yêu hết lòng nữa. Mình sẽ giữ lý trí khi mà mình yêu nhau.
Tại vì thường em thấy bây giờ xã hội bây giờ nó đang bị một cái là thực dụng về mọi thứ, không có còn cái chuyện mà một túp lều chanh hay quả tim vàng nữa. Thì cái đầu tiên em muốn xác định cho em trước nhất là tài chính của em sẽ vững chắc trước. Kế tiếp đó em có muốn tìm tình yêu cho em thì cũng chưa có muộn. Cái điều đó là chị thấy là cái quan điểm em là chững chạc. Chính xác. Chuyện tình yêu hay gia đình hôn nhân đi chân nữa, kinh tế vững vàng thì hạnh phúc mới trọn vẹn. Đúng rồi, anh cũng thấy vậy. Tại vì nhiều người bảo là không yêu phải, mà sống vì tiền, mà nhưng mà phải có tiền. Quan trọng tiền bạc thì nó là thực dụng. Anh không thấy vậy, anh thấy đó nó là thực tế. Thực tế. Tại vì bây giờ cái gì mình cũng phải dùng đến tiền hết à. Anh đi mua ổ bánh mì 10.000 cũng phải bỏ 10.000 ra mới có được ổ bánh mì. Đúng. Yêu một người đó muốn thể hiện, mua quà tặng phải có tiền. Đúng rồi. Muốn đi không ăn, có tiền cà sao phê, nó bây giờ tặng phim, được tất cả mọi thứ. Đừng là có tiền. Chẳng lẽ hứa hoài. Mà cuộc sống đang phát triển rồi, mình không thể nào yêu một cách nghèo như hồi xưa được. Dạ, anh phải nói thật là như vậy. Ví dụ như bây giờ mình thương người ta, nhưng mà người ta lâu lâu có thể người ta hiểu chuyện, lâu lâu người ta mới hỏi mình là ở anh ơi mình đi xem phim được không, nhưng túi tiền không cho phép. Rồi vô tình người khác lại rủ cái người thương của mình đi xem phim tiếp, nó sẽ nhiều tác động lắm. Đúng rồi, sẽ khi mà người yêu của mình bị như vậy thì người ta sẽ nghĩ là ừ tại sao mình lại phải quen cái người này, mình đang đánh mất tuổi thanh xuân vì người này đúng không. Tại vì em đã từng bị như vậy rồi, cho nên là em phải cầu tiến trong công việc và em rất là muốn cái bản thân mình vươn lên và kiếm được nhiều tiền nữa. Chứ em không có muốn là ừ mình đang hài lòng với hiện tại. Không, em phải là con người như vậy. Mà em phải muốn đi xa hơn nữa. Nhưng mà mình không phải sống vì tiền quá thôi. Dạ, thì mình không sống vì tiền thôi là được. Đúng rồi. Anh vẫn nghĩ là mình nên dùng đồng tiền để phục vụ cho cuộc sống của mình. Dạ. Như thế tốt mà. Đúng rồi, phục vụ cho cuộc sống của mình thì sẽ tốt hơn. Giàu sang đi chân nữa vẫn phải muốn có hạnh phúc, chứ không ai mà muốn nằm trên đống vàng mà đau khổ về tình yêu hay là cô đơn. Thì chị mong rằng em sẽ gặp người em yêu thương thật lòng và hai người sẽ đến với nhau đến hết cuộc đời này.